Cảm ơn các bác đã quay trở lại kênh YouTube Đồ Gỗ Bà Đại chúng em ạ. Dạ hôm nay cơ sở Đồ Gỗ Bà Đại chúng em cũng muốn giới thiệu cho các bác về một số sản phẩm về đồ gỗ ạ. Đồ mini nữa. Dạ hôm nay, đầu tiên em muốn giới thiệu đến các bác đó là chiếc tủ chè mini. Chiếc tủ chè mini này có chất liệu là gỗ chắc ta Việt Nam. Đầu tiên em cũng xin đo thông số cho các bác về chiếc tủ chè này ạ. Tổng chiều dài em đo là 50 cm và chiều cao em đo là 21,5 cm. Để em đến gần và quay chi tiết hơn cho các bác về chiếc tủ chè mini này ạ. Một siêu phẩm mini có 102 bên cơ sở đồ gỗ Bà Đại chúng em ạ. Này các bạn đến gần, em quay chi tiết hơn cho các bác ạ. Nói về gỗ chắc thì các bác cũng biết rồi, Việt Nam chúng ta thì gỗ chắc là một nguyên liệu rất là quý hiếm ạ và có giá trị cao. Đầu tiên em cũng muốn giới thiệu cho các bác về đấy, đầu tiên là cánh ạ. Đấy, cái đôi cánh này các bác xem, cái cảm ốc Singapore 7 màu ạ. Rất là đẹp ạ, ốc đỏ lửa luôn. Đấy, được cảm tích. Đó, chi tiết sắc nét ạ, từng chi tiết nhỏ ạ. Đó, các bác có thể xem ạ. Đó, để các bác xem. Các đường ạ, dây neo liên chi ạ. Đó. Rất là tơ tóc luôn ạ, tỉ mỉ ạ, từng chi tiết nhỏ. Này, sang bên phần cánh bên này các bác xem ạ. Ốc đỏ lửa luôn các bác. Tất cả được cắt tỉa hả? Chi tiết ạ, sắc nét. Đó, cái hình người đấy ạ. Mặt thì rất là có hồn ạ. Này các bác xem ạ. Hàng mini thôi nhưng mà nó cũng đóng đúng như là một cái tủ to luôn. Có đó, các bác xem bên trong ạ. Đây, các bác kéo ra kéo vào. Đó, các bác xem. Phần dưới bệ này cũng được khả. Đó. Đó, những cái lá sen này. Tơ tóc ạ, chi tiết sắc nét ạ. Vâng. Gỗ hàng đã qua sử dụng cho nên là gỗ thì còn rất là đẹp ạ, gỗ lành nặng ạ, liền tiết ạ. Bốn mặt như nhau, này, các bác xem ạ. Đó, vân gỗ ạ. Này các bác xem cũng thể xem bên mé đây, xem bên hông này em, gỗ ạ, này các bác xem, gỗ rất là đẹp ạ, đằng sau đây ạ, trong ngoài như nhau, đó. Các bác nào muốn giao lưu với cơ sở đồ gỗ Bảo Đại chúng em về chiếc tủ chè gỗ chắc mini này có thể thì bạn với em qua số điện thoại Zalo 0944 058 115 hoặc 0945 058 115 để em có thể gửi hình ảnh và giao lưu với các bác chiếc tủ chè này ạ. Em cũng xin báo giá cho các bác, giá là 12 triệu ạ. Em cũng bao phí ship toàn quốc cho các bác ạ. Và tiếp theo em muốn giới thiệu đến cho các bác đó là một đôi đôn ạ, đôi đôn gỗ. Đôi đôn này có chất liệu là gỗ chắc ta Việt Nam ạ. Đầu tiên em xin đo thông số đôi đôn này cho các bác. Mặt em đo có trên bề mặt này, em đo có đường kính là 39 cm và tổng chiều cao em đo từ mặt đất lên đến mặt đôn này có chiều cao là 102 cm ạ. Ở bên trong ạ, đó là một viên đá cẩm thạch tự nhiên ạ. Em đo viên đá bên trong này là 29 cm ạ. Vâng. Đôi đôn này có tên gọi là đồ bát giác ạ. Để các bác xem. Đó, để em soi cho các bác xem. Các đường để các bác xem. Các đường ống rất là chắc chắn ạ. Ở dưới này có bốn trụ, em đo kích thước là từ các trụ này là 37 cm ạ. Vâng, để các bác xem. Đôi đôn này em cũng xin giao lưu với các bác giá lên 11 triệu ạ. Dạ tiếp theo em muốn giới thiệu cho các bác về một số sản phẩm đồ mini ạ. Đầu tiên em cũng muốn giới thiệu cho các bác
nó một chiếc khay trà gỗ cụ ta, gọi là cụ Quảng Bình đấy. Đó. Đầu tiên em cũng xin đo thông số cho các bác xem về chiếc cụ ta này ạ. Chiếc khay trà cụ ta này em đo có kích thước chiều ngang là 44 cm và chiều sâu em đo là 30 cm ạ. Và chiều cao từ mặt đất lên đến mặt khay này em đo là 15 cm ạ. Đây, các bác xem ạ. Bên trong này, đó, các bác xem. Tấm ván bên trong này, tấm ván liền ạ. À. Vần gỗ ạ, vần gỗ tự nhiên ạ. Em đang quay cho các bác xem kỹ hơn về các bác xem. Gỗ rất là đẹp ạ, vân gỗ ạ. Này, trong ngoài như nhau ạ. Chiếc khay trà này em cũng xin giao lưu với các bác, giá là 2.500.000 ạ, em cũng miễn phí ship toàn quốc cho các bác ạ. Và tiếp theo em muốn giới thiệu đến các bác đó là một bộ bàn cờ. Đấy, các bác xem. Bộ bàn cờ này có chất liệu là gỗ chắc ta Việt Nam ạ. Chất liệu gỗ rất là quý ạ. Đầu tiên em cũng xin đo thông số cho các bác về bộ bàn cờ này ạ. Chiều ngang này em đo là 50 cm. Và chiều sâu em đo là 52 cm ạ. Đây các bác xem. Quân cờ này, đây em cũng đo cho các bác xem. Có chiếc quân này có đường kính là vào khoảng 4 cm nha các bác. Đã. Đây các bác xem. Đó. Đây. Chiếc quân cờ này thì mình có thể là gấp gọn vào ạ, gấp đôi vào để các bác xem thì rất là tiện lợi, mỗi lần mình có thể di chuyển được tiện lợi hơn ạ. Với chiếc bàn cờ gỗ chắc này em cũng xin giao lưu với các bác giá là 2.500.000 ạ. Em cũng miễn phí ship toàn quốc cho các bác ạ. Rồi, tiếp theo em có một ông tượng, một ông thọ. Đấy, các bác nào có thích chơi đũa thì có thể là xem giao lưu với em. Ông tượng cổ chắc này ạ, em đo kích thước cho các bác. Em đo tổng chiều cao là vào khoảng 23 cm ạ. Và tổng chiều dài em đo là vào khoảng 25 cm ạ. Đấy, các bác xem ạ. Đó. Đó là một đó, một ông thọ. Đây các bác xem ạ. Đó. Cũng rất là có hồn ạ. Em cũng xin giao lưu với các bác giá là 800.000 cho ông thọ này ạ. Đó. Sản phẩm tiếp theo em cũng muốn giới thiệu đến các bác đó là bộ tam ba. Bộ tam ba nọ này em cũng có chất liệu là gỗ chắc ta tự nhiên ạ, hàng cũng đã qua thời gian để các bác xem ạ. Nhưng mà gỗ là còn rất là đẹp ạ, này nặng niềm tít ạ, nguyên khối ạ. Chiều cao của chiếc bình này em đo là 26 cm ạ. Và chiều ngang em đo mặt của chiếc nọ này là 5 cm ạ. Và đây, em đo cái phần to nhất của chiếc nọ này, em đo ướm vào khoảng 8 cm ạ. Gỗ là liền khối nha các bác, để các bác xem ạ. Đó, phần gỗ rất là đẹp luôn ạ. Hàng đã qua sử dụng, nhưng mà gỗ còn rất là nành nặn ạ, liền tít ạ. Đây, đến chiếc bình này, để em đo cho các bác xem. Tổng chiều cao em đo là vào khoảng 21 cm ạ. Và phần bụng to nhất này em đo khoảng 12 cm ạ. Đây các bác xem ạ, gỗ liền khối luôn ạ. Đó các bác xem. Đó, bên trong ạ. Rất là đẹp luôn. Gỗ ạ. Đó, vần gỗ. Vần vẹo quằn quại luôn. Cái bộ tam ba này em cũng xin báo giá cho các bác giá là 3 triệu ạ. Em đeo cũng miễn phí ship toàn quốc cho các bác. Các bác xem video thấy hay thấy đẹp thì cho em xin một like, một đăng ký kênh ạ, để em có thêm động lực phát triển kênh và giới thiệu đến các bác nhiều sản phẩm hơn nữa ạ. Tiếp theo
Xin giới thiệu đến các bác, đó là một bộ tranh tứ quý ạ. Bộ tranh tứ quý này có chất liệu là gỗ trách ta Việt Nam, gồm có 4 tấm: lục cảnh, tùng cúc, trúc mai, ý nghĩa của 4 mùa xuân hạ thu đông. Đầu tiên em cũng xin đo thông số cho các bác xem về bộ tranh tứ quý gỗ trách này ạ. Chiều cao em đo là 107 cm và chiều ngang em đo là 32 cm ạ. Tấm ván liền bên trong này em đo kích thước là 90 cm ạ, và chiều ngang em đo là 15 cm ạ. Các bác có thể đến gần, em có thể quay chi tiết hơn cho các bác tranh từ quý này ạ. Bộ tranh tứ quý có chất liệu gỗ trách ta Việt Nam, khảm trên nền gỗ trách đó là ngà và gỗ sưa, những nguyên liệu vô cùng quý hiếm ạ. Còn phần lá này đó là đá quý ạ, đó các bác xem, những nguyên liệu rất là quý hiếm ạ, để tạo nên một bức tranh rất có hồn ạ và cực kỳ đẹp luôn. Đó các bác xem ạ, cắt được đường đục chạm cắt tỉa rất là tỉ mỉ sắc nét từng chi tiết nhỏ. Các bác xem chưa rõ chi tiết có thể kết bạn với em qua số điện thoại Zalo 0945 058 115 để em có thể gửi hình ảnh chi tiết hơn cho các bác về bộ tranh tứ quý này ạ. Bộ tranh tứ quý này em cũng xin giao lưu với các bác giá là 38 triệu. Em bác nào muốn giao lưu với em bộ tranh này có thể chụp ảnh màn hình và gửi cho em để em có thể gửi hình ảnh chi tiết hơn lại cho các bác ạ. Và các bác có thể liên hệ với em qua số điện thoại Zalo 0944 58 115 hoặc 0945 058 115 để em có thể gửi hình ảnh chi tiết hơn cho các bác về tất cả các sản phẩm ạ. Em xin dừng video ở đây, hẹn các bác ở các video tiếp theo ạ.